Nhóm Thung Lũng Miền Tây mến chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn nha. Ngày hôm nay thì con rất là vui luôn khi mà được đại diện cho Mạnh Thường Quân, đó là chú Hùng Vũ, để đến thăm qua hoàn cảnh gia đình của em Tiết Yên. Thì giống như cô chú đã biết thì mỗi một tháng như vậy chú Hùng Vũ đều gửi về một cái số tiền để mà trang trải và lo cho cuộc sống của bé. Thì hiện tại đó là tháng 12 của năm 2022. Hôm nay thì con đang tới nhà của bé, xin mời tất cả các cô chú, anh chị và các bạn cùng con vào trong thăm bé nha. Dạ. Dạ, con chào bà Tư, chào Tiết Yên nha. Rồi, cái gì đó nói đi. Dạ, bà Tư dạo này khỏe không bà Tư? Thì cũng vậy đó. Dạ. Chứ khỏe thì không khỏe, mà hai cái giò đi, nó kêu cái cốc vô trong. Ngày nay tính đi qua trong. Cứ bà cháu nghe. Trời, cái đi tay đất cục găng, nó chụm, nó kêu cái cốc, chụm luôn. Dạ. Nó đi luôn, cái đảo gì nhắc cò cò không. Dạ. Cỡ này bà Tư còn uống thuốc nữa không? Còn, cũng uống hoài vậy, uống hai cái giò với uống tiểu đường, rồi uống đủ thứ chứ. Dạ. Bệnh gì cũng có chứ. Dạ. Cỡ này còn lộn gói không bà Tư? Hết rồi. Cỡ này hàng không có chứ. Cỡ này không có hàng, cũng không có hàng. Lộn luôn nha. Ừ. Dạ. Cái đợt mà nước vừa rồi đó, cái vườn chuối của bà Tư còn cháy hay là còn quầy gì không? Thì còn mà đều hư chân. Hư chân rồi. Hư chân, nó bị nước đó, lúc đó. Dạ. Cái không có còn nữa. Rồi có mà nó hát hết trơn. Dạ. Có chú nó chìm nó có mà điều nó cũng bị nhỏ trái nữa chứ. Vậy rồi mình đâu có bán được hả bà Tư? Bán được rồi cái ghê. Giá rẻ hơn ha. Bởi vậy ta chê ta đâu có mua. Ta nói nó mèo ăn hát rồi ăn không ngọt gào chân ta chê. Dạ. Bởi vậy rồi chờ nó mới giờ mới chỗ đó thì tới qua Tết thì được. Qua dạ. Tết thì chú được. Vậy là cái đó là nó tự nhảy con hay sao bà Tư? Nó lên, giờ nó lên con nhóc trơn. Dạ. Nó mới lên lợi là gần tới 6 tháng đó mới chỗ. Lâu vậy đó. Rồi 3 tháng nữa mới ăn. Dạ. Bụng chuối nó xiêm nha, còn chú sáp thì 4 tháng. Dạ, vậy là cũng cả năm trời thì mình mới có chuối đó. Mới theo thao hoạch. Dạ, vậy. Mà mỗi một buồng chuối như vậy bà Tư bán được khoảng bao nhiêu tiền? Chuối thì theo nãy, bự thì bán được 7-8 ngàn. Dạ. Còn người nhỏ thì 5 ngàn, 4 ngàn. Dạ. Chứ không có mắc. Vậy là bán quầy chuối thì cũng chỉ có vài chục ngàn có thôi. Có vài chục ngàn. Nhưng mà mình phải đợi ít nhất là khoảng 3 tháng, 4 tháng hoặc là 6 tháng thì mới có ăn được. Mới có ăn. Dạ, cũng khá là lâu luôn cho nên là bà Tư bình thường ở nhà cũng khó khăn nhiều ha. Hả? Dạ. Nay thì con đến đây con thăm bà Tư nè, cũng với lại thăm bé Tiết Yên. Nhưng mà nay thì không có thấy mẹ của bé, không biết là mẹ bé đâu rồi hả bà Tư? Mẹ bé đi mằn mướn ngoài á. Dạ. Cỡ này mẹ em làm gì hả bà Tư? Cười mặn gì? Em biết mẹ làm gì không? Mặn gì? Dạ, dạ mặn tiếp ông ngoại. Làm tiếp ông gì? Ngoại. Bé đậu hay là mặn gì? Cái gì kể lên. Bé, tao đâu có ngoại, tao bé biết. Bé cà. Bé cà. Bình thường thì mẹ đi làm là đi suốt luôn hay? Dạ. Rồi em thì ở trong này là ở với bà Tư. Dạ. Khi nào thì mẹ mới về? Dạ, nào mẹ rảnh thì mẹ về. Nào rảnh thì mới về. Rồi dạo này thì mẹ còn bổ đồ để mà đi buôn bán nữa không? Dạ còn. Còn bình thường thì mẹ sẽ bán vào lúc nào? Dạ buổi chiều. Buổi chiều, vậy là làm xong rồi chiều mới chở đồ đi bán. Dạ. Rồi xong rồi sáng thì lại đi ra ngoài làm. Dạ. Mấy cái ngày nghỉ thì Tiết Yên với lại em của em á làm ở Nhã Yên đó thì có hay đi ra ngoài để mà thăm ông bà ngoại với lại chơi cùng với mẹ không? Dạ có. Bình thường thì là mẹ sẽ vô rước hay là mấy em tự ra ngoài? Dạ mẹ vô rước. Mẹ vô rước. Mình ở được bao lâu thì mình đi về đây để đi học lại? Dạ thứ bảy chủ nhật. Thứ bảy chủ nhật ha. Rồi hình như là chị nghe nói là mấy em vừa mới thi xong đúng không? Dạ chưa thi. Chưa thi. Em chuẩn bị bước vào kỳ thi gì Tiết Yên có thể nói cho mọi người được biết không? Dạ thưa, dạ là cuối học kỳ 1. Cuối học kỳ 1, khi nào thì em sẽ chính thức thi? Dạ tuần sau. Tuần sau. Rồi em đã ôn bài kỹ hết chưa? Dạ. Dạ đang ôn. Đang ôn nha. Không biết là hiện tại Tiết Yên có đang học thêm hay là bồi dưỡng thêm môn học nào không ta? Không có học thêm. Em có thấy là bản thân mình còn yếu môn nào hay là muốn học thêm môn nào không? Dạ môn tiếng Anh. Tiếng Anh. Em có biết là ở gần đây có giáo viên hay là có thầy nào dạy không? Dạ có. Rồi em có dự định hay là có mong muốn là sẽ được đi học một cái khóa tiếng Anh không? Một cái lớp tiếng Anh như vậy để bồi dưỡng thêm. Dạ có. Em có nói với mẹ chưa? Dạ rồi. Rồi mẹ có nói gì không? Dạ không.
Không, à, chị nghĩ là nếu như mà có thể thì sau khi mà kết thúc cái học kỳ 1 á, bắt đầu vào học kỳ 2 thì em nên tìm đến thầy xong rồi học thêm một cái lớp tiếng Anh á, thì sẽ dễ hơn trong cái việc mà học tập của em trên lớp á. Em nghĩ sao? Có muốn không? Dạ có. Ừ. À, thì hôm nay cũng là đầu tháng 12 thì giống như thông lệ của mỗi tháng đó, chú Hùng Vũ cũng sẽ gửi giùm cái số tiền để mà lo cho em vào cái việc mà ăn học nè, cũng với lại là lo cho em cái chi phí sinh hoạt ăn uống. Thì chị cũng đại diện cho chú Hùng Vũ hôm nay chị đến đây trao lại cho bé Thích Yên nha. Dạ, đây con gửi gửi luôn cho bé hả ba Tư. Rồi, đây em mở ra xem nha, em có còn nhớ là mỗi tháng chú sẽ gửi bao nhiêu không? Dạ là 1,8 triệu. Rồi em kiểm giùm chị xem có đủ không nha. Thì tôi cũng bà Tư của ông Thức Yên cảm ơn chú Ngô Hùng Dũng ở gì chú Hùng Vũ. Chú Hùng Vũ dạ quên hoài dạ không có gì đâu bà Tư, tháng nào cũng mới chân mà cũng quên hoài cái gì dạ giờ ngoài nói gì nói đi. Dạ cảm ơn ông, con chúc ông nhiều sức khỏe, thành công về cuộc sống. Rồi Tiết Yên á, là phải hứa với ông là phải cố gắng học thật là giỏi nha, dạ. rồi cố gắng giữ gìn sức khỏe nữa. Rồi, chúc cho bà Tư được nhiều sức khỏe nha bà Tư. Tôi cũng mong hơn.